Nhiều tiền quá. Dạy chị Dung trích bếp này mấy trích đơn đi. Sáng ra để chị Dung làm cho quen đi. Không có gì chỉnh chị dần. Chị có gì không ấy chị cũng hỏi mọi người. Ngại lỗi à? Hello, xin chào chị em nhá. Cho em xem mấy bộ pyjama có pyjama em ơi. Pyjama chị còn ít. Rồi chị em ơi, mình chấm tương tác xe like lên dùm em nhá. Chị em vào like chưa? Chị em vào like chưa? Chị em chấm lên xem nào. Này like hơi muộn một tí. Dạo này chưa bận con cái lắm các chị ơi, nhưng mà đi học rồi. Một thằng thì 11 giờ, một thằng 11 rưỡi đón về nhà ăn uống xong kiểu nghĩ phải hơn 12 giờ. Có phải ơi, khi nào nó lớn nó hầu lại mình nhờ. Cứ mẹ em cứ hầu nó thôi. Thật. Khi nào nó mới lớn nó hầu lại mình đấy giờ mọi người, để ra nó chờ mình về ăn nè. Giờ mình cứ phải hầu nó này. 10.000 này. Chứ giờ vô nhà đi ăn này. Chốt nhanh cho em. Cho chị ghi cái này. Đẩy cái cây ra đây. Đẩy cây ra đây. Đẩy nó luôn vào đây. Rồi hello chị em nhá. Không còn bọt giấy em ơi. Còn bọt giấy như chị còn ấy. Còn ít á. Để lên đây, để đây, để đây. Lấy cây lẻ đi, nhiều lẻ lắm, một hai bộ nhiều cực kỳ luôn. Lại lưng gối có, quần ống sớ, ngố sớ có ngố sớ nữa. Muốn 7 kg không có đâu em ơi, 20 kg thì có, muốn 7 kg không có. Rồi chị em chấm tương tác like lên nhá. 5 tuổi 25 cân chị đã có. Rồi lên con này đầu lai đi 10.000 này. 12, 13 cân cho con trai 10.000 này. Bộ bác mặc có bán. Bộ này mặc có bán này. Rồi tiếp trai này. Bộ này cũng 10.000 cho mọi người luôn này. Bộ này cho 8 cân, 9 cân thì ok. 8 kg thì ok bộ này. Rồi cũng 10.000 này. Rồi bộ gái này cũng 10.000 nhá. Rồi bộ gái này cũng 10.000 này. Đẹp xuất sắc luôn. Bộ gái này tầm 9 cân 10.000 này. Đấy, 9 cân 10.000 cho gái này. Cái váy này cũng 10.000 nốt luôn. Rồi cái váy này cho 10 kg, 11 kg thì ok này.
con váy xinh dã man vừa 10 ký 11 ký đồ ok này cũng 10.000 này. Có được xe live stream nước gà nha mọi người ơi. Vào chia sẻ rồi con đang mạnh tay lên cho chị nhá. Chia sẻ đi. Mời chị cho em xin vài nút chia sẻ cho chị nhá. Một lần chia sẻ nhân quá, hai lần sau hội nhóm nhá. Rồi con này anh cho tầm 11 cân, 12 cân thì vừa này. Cái váy kèm bờm này, cũng 10.000 nốt này. Rồi 10.000 ngực trai kèm cân, 10.000 gái kèm cân này. Rồi 11, 12 cân này. Rồi bộ trai này cũng 10.000 cho em này. Bộ trai này cũng 10.000 cho em này. Bộ trai này cho tầm 9 cân, 10 cân thì ok này, cũng 10.000 này. Đấy, rồi 20.000 đi. Nào, một đứa nào thuộc mẫu ra đây nào. Cười nhéo kì. Bảo ra đây chạy mẫu lại cười nhăn nhở. Cái bộ Mickey. Cái này, bộ đáp này này. Bộ đáp vàng xanh này nhìn thấy không? Đó, đem về chị. Ok chưa? 10.000 nhá. Rồi, đau họng lắm rồi, không nói được nhiều đâu. Nói chung lại là săn mã 10.000 này. 10 cao gái cầm cân cho em nhá. Thì là chị em phải có lượt xe live stream chị em nhá. Săn mã 10.000 này chị em phải có lượt xe live stream này. Đó. Ok chị em. Rồi tôi lên cái này đi. Rồi 10.000 này. Trai 8 cân cho Suka này. Xong nhặt cho chị ít bộ nhí đây. Ok Suka nhá. Trai 8 cân cho Suka này. Ok em này. Gái 10 cân cho Yến Yến này. Rồi con gái này Yến Yến này. Gái 10 cân này. Ok chị em trước này. Cân con này cũng là một cái đủ lắm nhỉ. Con này con váy chỉ 10-11 cân thôi chị em ạ. 12 cân con này nó không có size để đổi đâu. Bé 10-11 cân thôi. Rồi hai con váy này 10-11 cân thì ok thôi. Còn 12 cân con này không còn size để mà đổi được. 11 cân chị em nhá. 11 cân. Thế này con gái này cho tầm 9 ký thì chốt này. Ok này. Rồi con trai này cho tầm 9 ký 10 ký này. Rồi cái áo trai cho tầm 12 ký 13 ký này. Rồi các mẹ comment cân đấy nó không có luôn rồi. Đi băng này gái 10 cân này. Ok em này. Gái 10 cân cho Trần Thu này. Cho em này. Trần Bờn này. Tính cân 10 cân đi. Trai con này tầm 12-13 cân gì ok. Rồi trai Dương Đức Mương ngọt ngào là 4 cân này. Chín cân như đoàn viên này. Ok này. Chị Hà trong ao có con mặc vừa gì chốt nhá. Còn con này con gái 8 cân 9 cân chị Hà. Mà là con gái 8 cân 9 cân này. Đây. Rồi. Cái con đá này còn 25 cân không đây. Đây nó còn có mấy bộ đây này. Còn bộ gái cho 8 cân 9 cân nhá chị em nhá. Con đá này còn 18 cân đến 23 cân này. Chúng nó đi còn 18 cân 23 cân này. Quăng luôn ra đi. Rồi 18 cân 22 cân. 160.000 đồng mỗi người mua một bộ ngày hôm nay với giá gì ạ? 70. Được chưa? 18 cân có chị nhá. 18 cân có. Rồi. 160.000 đồng bộ này có lượt xe livestream giúp chị à tặng bộ này làm quà đầu like cho mọi người với giá là 70.000. Rồi chị em chốt con này đó là 70k và kèm cân nhá. Rồi 18 cân trở lên đến 22 cân quay về còn size. Rồi bộ này hôm nay tặng với giá 70 nhá. 70 này. Ok chị em. 70 này. Lên thêm bộ 70k nữa chị nhá. Mỗi người tặng chị một nút xe live stream nhá mọi người ơi. Rồi. Rồi 18 cân 22 cân nhá. Rồi hôm nay bộ này chị Hà xả với giá 70.000 cho mọi người. Có lượt xe live stream với chị Hà nhá.
con này tặng đấy, 160.000 đồng có 70.000 nữa này. Ok chưa? Rồi 18 cân 22 cân có sai rồi. Chốt con này với giá là 70 nha, và kèm cân vào. Ok chưa? 70 này. 70 cân có sai từ 18 đến 22 cân nữa chị nhá. 18 cân 22 cân. Lên 70 và kèm cân đi. Rồi con bộ loang 3 lỗ này này. Của gái nhá, 50.000. Bộ loang này còn 2 bộ thôi. Rồi 10 cân 11 cân này, 50. 10 cân 11 cân 50 có lượt xe live stream giúp chị gái nhá. Hai bộ loang này cho con gái đẹp dã man luôn. Bộ loang này của nó 110.000 đồng, hôm nay tặng với giá 50.000. 10 11 cân thì chốt hai bộ loang này. Rồi chốt 50k và kèm cân này cho gái này. Này là con mặc vừa chốt, còn cái bộ thun mạnh con trai này. Chị gái còn 3 bộ thôi này. Không còn nhiều đâu. Bộ này hôm nay là 165.000 này, chị gái tặng bộ này ngày nay 78.000 nhá. 78.000 này. Còn 3 bộ màu đỏ đô và 1 bộ màu xanh than, rồi chốt con này 78.000 này. Quần bò gái 47 cân này chị ép size rồi em ơi. Rồi nè. Cái quần size to đấy bán nhanh lắm. 1 like 2 like là hết rồi, lúc này chưa kịp. Ok chưa? Rồi. Nhưng mà đem mấy cái này ra đây làm gì vậy em? Em ơi chị nhìn như cái kia là một cái áo phông lam hay sao, áo phông nữ như sao ấy. Thế mình cần làm gì? Cái chị bê kia kìa, cái kia là cái áo này làm gì còn mà đem lên nhà. Cái này áo mà không phải bộ đâu. Cái này này. Rồi ok dạ rồi em ơi, mẹ mà em cứ làm thế thì chết với tôi. 22 cân 23 cân này. À con này cho 23 25 cân mới vừa. Rồi 23 25 cân vừa này. Rồi bộ này cho 18 19 cân cho em này. 20 cân này. Rồi. Màu đỏ đô em còn 18 cân đến 20 21 cân. Bây giờ còn con này em còn size cho 22 cân 25 cân này. 78 24 cân cho Trần Giáp này. Ok Trần Giáp. Thì đại tỷ đúng chưa? Chị đại tỷ bộ 70.000 mới đâu anh là bộ lẻ em sao ấy. 21 cân cho Phạm Hiền này. Ok Phạm Hiền. Rồi này bán hàng vì đam mê rồi chị em ạ. Rẻ lắm luôn này. Rồi nè 21 cân Phạm Hiền này. Chị gái hết 25 cân rồi nhá. Bây giờ chị gái còn 18 cân 21 cân thôi. Bây giờ bộ này thì còn 18 cân 21 cân thôi, mẹ nó con mặc vừa đi chốt. Còn bộ to thì chốt rồi. 18 cân 21 cân, đưa cái áo phông ra đây đi, cho nó lẻ loi lạc loài. Cái áo phông đen em cầm đâu. Một cái đúng không? Còn cái áo phông mẹ này. Tặng với giá 70 nhá. Bởi vì còn một cái thôi. Ok chưa? Rồi bộ này tặng với giá 70. À quên cái áo mẹ này, 40 cân đến 60 cân thì vừa 170.000. Còn một cái này chị tặng lốt cho đó lạc loài 70.000. Ai ai mà còn mẹ nào 40 cân đến 60 cân chốt áo này nha. Rồi áo mẹ chị này 70.000 nhá. Chị còn một con này chị tặng lốt cho nó lạc loài này 70 này. Còn bộ thun mạnh 3 lỗ cho con trai này. Hàng sai đại luôn này. Tiếp bộ cốt tông gái ở đây đi tùy. Gọi người khác vào nhặt sai. Người khác mà nhặt tay đi. 70k áo vừa rồi là 40. Đưa tất cả những cái bộ cốt tông nhỡ của nhà mình mà nó còn một ít các em hết đây đi. Thân lý cho đi. Đừng có đem cái bộ nữa. Cái bộ vừa vừa ấy. Rồi áo mẹ cho Hoàng Thu Thảo này. Rồi bộ thun này 220 còn 120 ngày hôm nay. Sai đại luôn. 220 nhá, 120 này. 70 cân. Đây. Rồi 68 70 cân một bộ này. 50 đến 52 cân một bộ, 50 đến 53 cân, 50 đến 53 cân bộ này còn 32 bộ. Và 68 cân đến 70 cân còn một bộ. Rồi chị em chốt 220 còn 120. Lên con này 120 và kèm cân này. Ok cho 120 và kèm cân này. 120 nhá. 120, 50, 52 cân một bộ nhá, 68, 70 cân một bộ nhá. 120. Đấy, nhà nào con nào vừa chốt, luôn cho mình đi đi đây.
Đấy, xả hết cái con này đi. 18 cân nào như cân tôm và jelly này. Bộ này chốt với giá là gì ạ? Cũng 70 lốt ngày hôm nay. Chốt mã này là tôm và jelly nhá. Chốt mã này mà mèo đi. Mèo này 18 cân 20 cân này. Rồi chốt hết 70 nghìn ngày hôm nay đi. Trả cho nó hết đi. Ừ, 150 nghìn đấy, 70 nghìn này. 18 cân 20 cân thì vừa. Tiếp theo những mã nữa rồi đi. Rồi 18 cân 20 cân thì vừa. Tôm và jelly này. Ủa con này cảm giác cái này 2 cân miếng vừa này. Ok chưa? Những con này rất là đi lẻ rồi. Rồi lên con này là mèo nhá. Mèo 70 nghìn này. 18 20 cân vừa mèo nhá chị nhá. 18 20 cân thì vừa. Còn bộ thun mạnh lai này này. Bộ thun mạnh vẩy lai ngày hôm nay tặng với giá là gì ạ? 118 nghìn đồng một bộ. Còn size gì? 230 nhá. Bộ này hết size rồi, hôm nay thanh lý này. Còn 118 nghìn. Còn size 18 cân 25 cân thôi. Thanh lý hết bộ thun mạnh này nhá. 18 đến 25 cân thì còn size 230 nghìn. Ngày hôm nay thanh lý con này còn 118 nghìn. Rồi chốt hết bộ thun mạnh này cho em với giá là. Lên mã kèm cân vào, các chị em ơi, kèm cân vào mới lên được đơn này. Bộ đẹp lắm, mẹ nào có con trai từ 18 cân 25 cân thì chốt nhanh bộ này này. Bởi vì bộ này với giá 118.000 khẳng định không ai nhập được vào chị em nhá. Rồi, thanh lý này. Bộ còn 118.000 nhá. 118 có size từ 18 đến 25 cân thì nhá. 118 thì không ai. Các bạn chốt nhanh đi. Chú rẻ như bèo luôn đấy. Bộ lan hãy mẫu chưa? Này, bộ lan ba lũ. 118 chẳng nhé. Đang cái con này nè. Đây. Xả con này cho chị em này, đẹp mát lắm. 8 cân đến 15 cân này. 8 cân đến 15 cân. Quần của nó đây. Mềm mát đẹp đã man luôn con này. Rồi chốt hết con này với giá là 69.000 à. Con này còn 69.000 thôi nhá. Đẹp đã man. 120.000 còn 69.000 này. 69 vàng này. 69 hồng này. Rồi 69 đỏ. Đây. 69.000 nhá. Ok, cho em tí lên nhá. Rồi 8 cân này. Ok, chậm lên. Ok chưa? 8 kg trở lên đến 15 kg con này còn sai. Chốt hết 69 nghìn em này. 69 hồng, 69 đỏ và 69 vàng chị em nhá. Rồi 69 này. Rồi chị em chốt này cho em là 69 nghìn nhá. Kẻ như mèo luôn rồi chị em ạ. Rồi con trai này. Bộ này đẹp lắm. Lấy cái bộ chị đang mặc lấy màu đây. Đây rồi này. Con sen đi đẹp lá man luôn. 9 cân đến 16 cân thì còn size 120 này. Chị em chốt bộ này ngày hôm nay 70. Rồi chốt bộ này là 70. Tất cả nó là chất cốt tông mềm chị em nhá. Không lo cái đều cứng đâu, cái đều nó vào vải luôn rồi. Mềm lắm. Rồi 70 này. 70 nha. 9 cân đến 16 cân thì vừa. Cho chị một cái máy ốp vô đây nè. 9 cân đến 16 cân 70 này chị em này. Cho con trai này. Đấy 70. Bộ chị à đang mặc đây. Ok chưa, bộ chị đang mặc đây này. 69 đi không? Còn đứng hết đơn thì là chỉ một mình chị Nhung chị đấy thôi, loại được của em ơi. Đi mà xử lý sai số cho nó kịp. Này, bộ chị ơi. Bộ này cứ từ 40 cân mà đến 55 cân quay về chị em mặc đẹp. Bộ này cả mẹ mặc được, cả con mặc được, rất là nhiều màu. Ai đấy màu là chốt màu đấy, 201. Rồi tất cả bộ này chốt với giá là 140. Mèo lấy bộ này chốt là 140.000 đồng và kèm màu. Ok, 140 chị em nhá. Ok, ừ. 140.000 này, đẹp lắm. Bộ có tông nhá, mặc sướng lắm. Rồi 140.000. Mẹ mặc được, con mặc được. Cứ từ 40 cân, ok chưa? Đấy, cứ từ 40 cân mà cho đến cái size okay, cho. Rồi 40 nhá, 40 mà đến 55 cân quay về thì ok chốt con này. Con xanh chị à đang mặc là xanh đậm đi. Còn con này xanh nhạt này. Rồi con này màu trắng này. Ok, hồng gấm nhá. Con này màu hồng này. Đồ con này màu vàng rồi, 140.000 hết nha chị em nha. Rẻ hơn cả một cái bộ quần áo trẻ con bình thường ấy. 140.000 nốt nha. Rẻ hơn bộ quần áo trẻ con bình thường. Còn bộ này là 220, bộ Quảng Châu cao cấp này. Hôm nay chị thanh lý với giá 120. Con này thì vét kho rồi mọi người ạ. Còn toàn size bé này. 120.000 nha. Ôi, vét kho rồi, toàn size bé rồi. Rồi 18 cân 25 cân. Đấy. 18 cân 25 cân này không có 60 cân thôi em ơi. Bộ đi, không có 60 cân. Đây. Bộ cao cấp của nó đẹp dã man luôn, 220 chốt còn 120 này. Rồi 18 cân 25 cân thì vừa rồi, mẹ nào chốt mã này nè. Ok đâu ơi. 120 và kèm cân nhá chị em nhá.
Rồi chốt mã 2120 nhá. Thì tôi biết. Còn 120 thôi, trời ơi 120 giờ này ra chợ mua được cái bộ áo cotton tông Việt Nam may lên nuôi chị em ạ. Chứ không mua được bộ Quảng Châu, bộ cotton tông Quảng Châu này đâu chị em nhá. Rồi này, thanh niên với giá 120 này, 220 còn 120 này. 18 cân 25 cân thì vừa. Rồi mã này là 120 và kèm cân nhá. Ok, tươi đây à. Đây. 120 và kèm cân vào. Còn cái bộ gấu rồi này. Rồi tất cả những cái dòng mà nó vừa vừa ở đây, mới như những dòng váy, dòng xét đây kìa. Em xét đi học cái gì đây kìa. Em mới chị xả lốt đi. Cả thế bộ quần thô cho gái ấy. Đây này. Set này còn size 16 cân đến 22 cân nữa này. 165 nhá, chốt set này 88.000 này. 165 nhá. Rồi chốt set này 88.000 này. Đấy, 16 cân 22 cân thì vừa. Ok chưa? Rồi 16 cân 22 cân thì vừa, rồi chốt con gấu này với giá 88.000 cho con gái này. Sao chị một ít chai nhí đây nào? Sao tự nhiên chúng mày rảnh nhá, chúng mày treo hết chai nhí lên trên rồi. Rồi 88.000 đi này. Hồng vàng tím nhá, 88.000 nhá. Rồi đấy, để đến tầm 1 giờ. 88.000, bà đào con mặc quần chốt. Còn con 2 dây rồi này. Tí lên xe nào tí nhá. Xe này còn những cân gì đây. Tất cả xe này hôm nay thanh nhí này, còn tưng đê xét trên tay. Được chưa, còn tưng đê xét trên tay. 170.000 đồng, thanh nhí xét này ngày hôm nay còn 100.000. Trời ơi, cái cân gì vậy? Sao lại phải tổng từng con một à? Mất thời gian vãi trưởng luôn. Trang nhí là 1, 2 cân nhiều thì trời ơi, không khi sai ở đây, bà kéo gì? Con này là cân gì? Không có một cái nào có sai đây cả. Rồi, chốt con xin này đi. Cho tí làm sai lại cái kia đó các chị nhá. Ok, Thúy Nguyễn nhá. À, bộ cốt tông con xin này này. Đẹp dã man luôn, đen trắng này. 8 cân đến 15 cân thì ok này. Rồi chốt con xin này ngày hôm nay với giá gì ạ? 75.000. 75.000 một bộ quần áo và một cái mũ cốt tông nhá. Đây này. 75.000. Rồi. 8 cân đến 15 cân thì vừa, chốt con xin này với giá 75.000 cho cốt tông mềm đẹp lắm. Rồi lên mã 75k và kèm cân nhá, kèm màu vào. Ờ, nhưng cái nó lẻ rồi, nhưng mà đáng sai nó bảo chứ. 75k bộ xin là có sai được 8-15 cân đấy chị nhá. Đáng lên đây 75k kèm cân, kèm lên rồi. Kèm màu à, cho em nhá. Hồng béo ơi, cái bộ thun mạnh này nhá. 75 nhá. Gộp vào cái hàng mới về đi. Không ai xả lại đâu. Có cái hàng mới về đấy. Bộ thun mạnh ba lỗ đấy. Hàng này. Bộ chị bà có nhiều màu lắm. Rồi con LY này cho con trai này, đẹp xuất sắc này. Ok, chấm ngâm nhung. 22 cân đến 30 cân thì vừa, con LY này 190.000 đồng. Sale con này với giá là 125. 190 nhá, sale 125. Rồi chốt mã này cho em là 125 và kèm cân. 22 cân 30 cân con trai thì vừa. Xanh này chị em này. Xanh đỏ đen nhá, rồi xanh đỏ đen. Sang xịn vừa lắm, 22 cân lên trở lên có size. Rồi 22 cân trở lên có size và đến 30 cân quay về. Được chưa? Rồi chốt hết con này ngày hôm nay với giá 125 này. 125 kèm cân và kèm màu. Màu xanh, màu đỏ, màu đen chị em nhá. Rồi còn 125.000 cho chị em này. Quần u mì chai đây, thanh lý hết 100.000 cái. Rồi size 28 cân đến 40 cân thì vừa. Ok chưa này. Con u mì chai này nhá. Nó còn size cho 28 cân đến 38 cân thôi chị em ạ. 160.000 đồng nhá. Hôm nay thanh lý con quần này 100.000 cái, không chọn màu giúp em. À không chọn logo. Rồi lên mã này cho em là 100k và kèm cân này. Đấy. 100.000 nhá. Hai đứa quần u mì chốt cho em 100.000. Có sai từ 28 đến 38 cân đi nhá. Quần u mì lên cho em 100k kèm cân. Hả? 14 cân á, mặc được cái set này hả mày? Ủa? Mày định chốt cho 14 cân là 2 tuổi á? 2 tuổi mặc được cái này á? Không mặc vét nhà. Mày gỡ bản cái áo ra thôi nào em ơi. Ôi con này ít nhất phải, chị thấy phải tầm 4 tuổi mới đến mặc được. Bộ 140 bộ chị Hà mà không 70 cân không mặc được đâu chị nhá. Bộ 75k thì Shizuka không có đến 20 cân nhá. Bộ 75k thì từ 8 đến 15 cân thôi ạ. Con này ít nhất phải 16 cân trở lên. 16 đến 17. 17 thì rẻ tốt. Không, 4 tuổi rồi đấy. 15, 16, 17 cân này. 170.000 đồng còn 100.000 này. Set này cực xịn luôn. Đây này, chân váy bên trong có quần. Cái này của nó đẹp lắm.
còn tâm đê bộ trên tay 170.000 đồng, thanh lý hết 70.000, à thanh lý hết 100.000 này. Đấy. Rồi 15 cân, 16 cân, 17 cân thì vừa đẹp dã man con này được chưa. Rồi rồi còn 100.000 này đấy. Rồi mèo lấy con này chốt 100k và kèm cân này, 15, 16, 17 cân thì vừa nhé chị em nhá, 100k các chị nhá. Rồi còn 100.000 thôi, 100k kèm chị cân vào xem ạ. Xét này 170 thanh lý còn 100.000 thôi. Ok chưa? Đấy mẹ nào con mặc vừa mình chốt 100.000 đồng 100 cân. Còn con gấu này này. Mấy con cái Vân Anh. Cái yếm bò ngoài kia kìa. Yếm bò mới lại cái xét gì kia kìa. À. Rồi con gấu này cho em đi. 20 cân đến 25 cân còn size này 88.000 lốt nhá. 165.000 này còn 88.000 này, chỉ còn size 20 cân 25 cân thôi, còn vài bộ cuối cùng. Rồi chốt bộ này cho em với giá 88.000 này. Được chưa? Đấy 88.000. Đẹp lắm, 20 cân 25 cân thì vừa, chưa đến 100.000 các chị ạ, nó quá rẻ luôn. Nó quá rẻ và quá đẹp luôn, ok chưa này. Đấy, rồi nó quá rẻ quá đẹp nhá. Rồi chốt con này 88.000 này. Bộ xanh chị mặc là 140, mỗi màu bộ này màu mất đi đâu rồi. Bộ chị Hà mặc là 140.000 một bộ, 40 cân 5 cân thì vừa. Màu xanh này, màu vàng này, màu hồng này. Bộ này mẹ con nếu thể mặc được. Rồi màu trắng này. Ok chưa? Rồi chốt tiếp con này nó là màu xanh này, hai màu xanh nhá. Chị Hà mặc xanh đậm này, đây xanh nhạt này. Rồi hồng này, rồi trắng này, vàng nhá. Đấy mẹ lấy màu nào chốt màu đấy là 140.000 đồng. Chị Hồng nhạc bước rồi. 140.000 đồng, ta đang bảo sao có một xe em đấy. Đấy 140.000 nhá. Còn bộ gái này đi. Rồi tất cả cái tay xuống hết rồi chị. Em lên mẫu này. Em hết tất cả những cái hàng rồi. Còn những cái thì còn mấy cái rơi rớt để treo cái em mẫu đây khác đây. Thế rồi à? Thế màu nào còn? Đâu màu nào còn? Đưa ra cho Thanh màu khác này. Chết mẹ, cái màu em đang mặc hết rồi chị ăn. Này. Nhìn này hai màu rất đẹp. Đấy em tí nhé. Các chị ơi, các chị mua cân bao nhiêu các chị cứ comment lên cho em nhá. Chế độ máy bay rồi. Thấy hai bộ nhé, màu xanh đậm, màu xanh nhạt. Hết xanh đậm rồi chị ơi. Hết xanh đậm rồi, còn màu xanh nhạt chị đang mặc ngày. Mấy em lấy thêm màu khác đi. Ok chưa? Màu láng đẹp mà. Màu nào cũng đẹp mà. Ôi rồi yếm á, yếm khi nào chờ Trung Quốc nó mở cửa khẩu nha, biên đi được với có yếm nhá. Bởi vì yếm mà size to thế chỉ có hàng Quảng Châu nó mới làm thôi. Mà bây giờ thì cửa khẩu không biết đến bao giờ nó mới mở. Ôi. Chị em đang xem like ngồi bên máy đấy ngồi yên nhá, để dễ chốt đơn nhá. Em bật thêm một máy đừng chạy sang đây nhá, chạy sang đây nó gọi là hai like nó khó chốt đơn á. Ok, tiếp anh nhá. Một xanh nhạt, ok chị. Một bích kia đằng sau là có vài cái chục nghìn à.
Đấy, ai lấy bộ chè đang mặc thì chốt bộ này nha, 140.000 nhá. Cứ 40 cân trở lên chốt được rồi. Đến 55 cân quay về thì ok. Nhà chị còn nhiều bộ cốt tông mẹ lắm, ai thích chị lên nhá. Thì comment lên thì chị lên cho. Em ở bên cái cũ này nhá, chị sang cái mới nhá. Các chị đọc cân gì thì cứ đọc lên thì mới biết được nhá. Ok, chị Nguyễn nhá. Rồi lên bộ này đi, lên bộ gái nhí à. Bộ gái nhí quần váy này, đẹp quá luôn này. Ok chưa này? Gái nhí quần váy nhá. Bộ vừa xong là 140 các chị nhá. Chả ơi em chưa được nào luôn. Có size từ cứ từ 38 cho luôn cho được vừa các chị nhá. Có màu hồng này, màu vàng bò này, màu trắng này, màu xanh nhạt các chị nhá. Bộ vừa xong mã như thế nào? Em lên cho chị giúp chị à, là bộ 140 và kèm màu giúp chị rồi ok nhá. Rồi lên cái set này đi. Set con Mickey này này có còn mấy set hay không còn nhiều đâu. Mù má, con này cũng không có sai luôn à. Rồi con này chốt cho em tầm 10 cân đến tầm 17 cân quay về thì chốt này. 125 này rồi tất cả chị em chốt set này ngày hôm nay với giá 78.000 nhá. 125 nhá, chốt con này còn 78.000 ngày hôm nay. Chất mềm sướng lắm, quần gó là dạng quần váy nhá, quần cốt tông váy rồi 78.000. Rồi mẹ nào lấy con này chốt là 78k kèm cân và kèm màu vào, màu hồng với màu đen này. 78.000 nhá. Còn bộ trai này, bộ trai đẹp lắm, 200 này. Hôm nay sale bộ trai này 135.000 này. Bộ trai này là 200 nhá. Hôm nay sale bộ trai này với giá là 135.000. Đấy mẹ nào con mặc vừa chốt là 135 và kèm cân này. Nó còn mấy bộ cuối cùng thôi chị à, siêu lốp. Ok, rẻ lắm luôn nè. 26 cân một bộ trai này. Rồi chốt 135 chị em nhá. Rồi 25, 26 cân một bộ vàng nữa này. Ok, Hoàng Ngọc. Rồi 135 này. Đẹp lắm. Thêm một màu xanh nữa này. 25, 26 cân nhà này không hiểu bán hàng kiểu gì, lúc lãng còn lại một size. Chuẩn bị những bộ thun mạnh đại vào đây cho con trai nhá. Đây là mấy bộ đại gái ấy. Rồi này, 25, 26 cân này, 135 này, 25, 26, 27, 28 cân này, 27, 28 cân này, ui dồi ôi, đúng 3 bộ, mỗi size mới luôn. Đến 28 cân, 25 cân, 28 cân thì có này. Ok chưa, vàng này, xanh này là xanh này này, rồi mỗi màu một bộ nhá. Ok cho mọi người, rồi chỗ này với giá là 135 nhá, 200 này. Rồi 25, 28 cân rồi chốt còn 135.000. Bộ này thì nó đỉnh của chóp luôn rồi. Rồi mẹ thanh hoa lên cân lên nhá. Mẹ nào có mặc vừa chốt nhá. 125 và trăm cân. 135 nữa chị nhá. 135. Rồi bây giờ con yếm bò này. Chị à còn tưng lấy cái yếm bò cho gái. Mềm đẹp dã man luôn cái yếm này. 150.000. Tất cả yếm này chốt ngày hôm nay với giá 82.000. 150.000 đồng. Còn 82.000 cái yếm này 10 cân đến 16 cân thì vừa. Đây. 10 cân đến 16 cân thì vừa, 82.000 này. Đẹp lắm. Mềm sướng đẹp luôn đây. Rồi 10 cân đến 16 cân còn sai còn từng đây cái này. Cho cùng hương một bộ 25 cân đi em. Rồi chốt nhanh nhá. 82.000 nhá, 82.000 nhá. Ok chưa? 82.000 này. Đấy, yếm bò 15 cân ok Trần Mai này. Yếm bò chị em chốt đi. Còn bộ thun nặng trai 3 lỗ này, hàng cao cấp này. Đây. Trời ơi. Con này của nó là từ 40 cân đến 70 cân này. Rồi, 82 Lệ Quyên này. 82 Củng Hương 15 cân này. Ủa cái con yếm bỏ 82.000 chị em chút nhanh đi, nó bèo bèo quá luôn chị em ạ. Đây này. Đây này. Ok, Thanh Hoa. Con này đó là con thun nặng này. Đẹp lắm, 40 cân đến 70 cân cho con trai. Đẹp chưa? Rồi 40 cân đến 70 cân chị em chốt bộ này. Bộ này của nó là 220 rồi, em siêu bộ này với giá 160. 82 ngon lên 11 ok em. Rồi chốt con này là 160 kèm cân nha và kèm màu vào. Đây. Ôi đẹp lắm các chị ơi, chất sướng đã man, bộ thun lạnh mát lim tim. Sai lại nhá, 40 cân đến 70 cân có sai này. Bên em mở cửa bán hàng tại shop rồi chị nhá. Đây. 40 cân đến 70 cân có sai này, rồi chốt nhanh đi, bộ thun lạnh chất mướt luôn rồi. 220 còn 160 nhá, kèm cân và kèm màu. Đấy. Rồi mã là 160 kèm cân và kèm màu cho em. Có size từ 40 đến 70 cân đó chị nhá.
40 cân 70 cân. 160 cân. Em ơi, con này còn thiếu màu không? Em ơi, ai sắp hàng đây? Em. Con này còn thiếu màu. Còn một tím nhưng mà hết tím rồi chị. Con này còn xanh. Với sắp thì phải sắp hai size đi cùng nhau. Nó ghi luôn vào đấy hả? Ghi vào tem. Hết màu tím. Size to hết màu tím. Thì em ghi ở trên là size to hết. Trời ơi thì phải em ơi, em xong em làm ăn kiểu đéo buồn cười vậy. Thì có cả nhí cả nhấy vào đây màu nào như nào thì tính sau chứ. Hôm nay tặng mỗi người một bộ này. 50.000. 120.000, em còn đứng đây bộ em tặng hết 50.000. Rồi 50.000, rồi 160 ok phủ hương. 50.000 nhá, bộ đúng này cực mát, quần sớ này. Rồi em còn vài bộ em tặng các bác 50.000. Được chưa? Mã cho em 50.000 đồng vào kèm cân. 15 cân. 16 cân. 14 cân, 15 cân, 16 cân. 14 cân, 15 cân, 16 cân. Cả màu vàng này, màu hồng đây này. Rồi còn 50.000 nữa chị em ơi, đẹp dã man. 10 cân đến 16 cân thì vừa. Rồi 10 cân đến 16 cân vừa, bộ đũi này cực mát luôn rồi. Đấy, còn tương đây bộ tặng hết 50.000. Rồi mẹ nào lấy bộ này chốt 50.000 đồng và kèm cân. Rồi ôi, nó rẻ như bèo luôn. 10 cân đến 16 cân có sai các chị nhá. Rồi Trần Mai 15 cân, nó rẻ như cho luôn rồi. Ăn gì là 50 các chị nhá. Ăn gì đấy các chị ơi. 50 Trần Huyền. Rồi. Và bộ này hôm nay còn tương đây bộ. Đây, quần thô cho gái này. 50 Trần Thu. 20 cân đến 80 cân thì vừa, 195.000, thanh nhí 95.000. 95.000, 20 cân 28 cân thì vừa con này. Nhưng con này hôm nay gần như là con này hôm nay thì gần như là không có màu để chọn, được chưa? Lúc còn tương đây bộ rồi, thanh nhí hết 50.000, hết 95.000, 195 còn 95.000 này. Ai mẹ nào lấy bộ này chốt 95.000 mà kèm cân này. 20 cân đến 28 cân thì vừa cho gái. Đẹp dã man như này được chưa? Đấy nhá. Có màu nào lấy màu đấy nhá. Rồi 50. À 95.000, 95.000. Rồi 95.000 cho em, nó rẻ như bèo luôn rồi bác ơi, 95.000. Đây. Rồi chốt con này 20 cân 28 cân thì vừa, còn từng đây bộ tất cả thanh nhí 95.000. Ok. Được chưa? Tí không chọn màu nó đâu nhá. Ôi nó không còn màu để nó chọn đâu. 95.000 lốt nhá. 95.000 lốt, rẻ như cho luôn rồi các chị ạ. Đấy, rồi còn bộ này này 2 dây. Mát đẹp xúc sắc con này. 10 cân đến 16 cân quay về chốt này. Rồi chốt bộ này với giá là gì ạ? 66.000 bộ này. 10 cân nhá, đến 16 cân chốt 66.000. Đây. Bộ em mặc có chị ơi, bộ em mặc có nha. Rồi chốt con này 66.000 này. Bộ em mặc 140.000. Đấy. 66.000 và kèm cân ạ. À. Quá mát và quá đẹp rồi, 10 cân đến 16 cân chốt size cho em. 66.000 nhá các chị ơi, 66.000 này. 66k từ 10 đến 16 cân là có size thì nhá, lên 66k kèm cân. Đây, bộ này cho em. Hai cái dòng này giá tiền nó khác nhau hoàn toàn, bọn em gộp như này thì phải, nhưng mà ý là cái dòng nào phải ghi vào dòng đấy, không thì không biết giá rồi. Dòng này sale ở trong tư thì nhá, 40 đến 55 cân bao vừa nhá. Đây này, bộ này thì bán 7 cân nhiều thì nhá. Đây, đây giá con to đây chị. Đây được chưa, bộ này đẹp dã man luôn này. Bộ này cho con chị gái này, đẹp xúc sắc luôn, nó có hai dòng cấp cho mọi người. Đây này, nó có hai dòng cấp cho mọi người được chưa? Bộ này đẹp dã man luôn cho em. Rồi bộ này nó có hai dòng size này, 18 cân đến 28 cân. 18 cân đến 28 cân là 180.000 đồng, em sale là 125.000. Ghi giá vào. Còn cái size mà 30 cân đến 48 cân của nó là 210.000 đồng. Em sale với giá đó là 145.000. Chiều lấy mã này thì chốt cho em nó là bộ gì nhỉ? Bộ thỏ đi. Bộ thỏ gấu nhá, kèm cân và kèm màu này, màu vàng này, rồi có sáu dung ô vi này, màu cam này, cam cải hồng này, đẹp phúc sắc này, rồi màu xanh cho em này, đẹp lắm các chị ơi, được chưa? Rồi tím cải hồng cho em à này,
rồi chốt mã cho em. Size bé là còn 100 hơn. 125 các chị nhá. 125. Có size 18 28 cân. Còn size to 145 từ 30 48 cân các chị nhá. Rồi, ok, chốt con này này. Đấy, ok đấy. Bộ thỏ nhá chị em nhá, bộ thỏ. Đấy. Bộ thỏ các chị kèm cân nó giúp em nhá. Ai lấy bộ đây chốt bộ thỏ này. Đây cái bộ này, xét bộ này. Xét bộ này hôm nay còn tương đây bộ sale hết, xét bò này. Xét bò này hôm nay còn tương đây xét nhá. Em thanh lý hết này, màu nào có lấy size màu đấy nhá. 160.000 đồng em thanh lý xét bò này ngày hôm nay với giá đó là 88.000 xét bò này. 160.000 đồng còn 88.000 quần phốt bò mềm luôn được chưa? Rồi 88.000 cho em con này này. Rồi, 15 16 cân 88.000 này. Rồi 15 cân này. Rồi 14 15 cân này. Trời ơi, tao thấy chúng mày chốt những cái size này nó không đúng một tí thực tế nào luôn nhé. 14 cân con này mặc sao được không? Con này ít nhất cũng phải tầm 3 tuổi trở lên chứ. Em làm theo size cũ. Ôi giời, bé quá. Size này size 2 đi em, sao lại 14 được? Size cũ size 1 nó mới là 14 cân mà. Cái này rộng lắm. Cái áo này 2 tuổi mặc sao được? Rồi chị em chốt cái set này từ 14, 15, 16 cân thì vừa. Rồi 89.000 này. Rồi 15, 16, 17 cân đi. Cái bộ này chốt cho 4 tuổi thoải mái này. Đến 17 cân thôi. Đến 17 cân 4 tuổi quay về thôi. 14 đến 17 cân thôi các chị nhá. Bộ 88k nhá. 88.000. 14 cân đến 17 cân thì vừa. Chị đây này. Mỗi cái nó có một cái size khác nhá. Rồi 88.000 này. Nó đẹp lắm luôn các bạn ơi, nó rẻ lắm luôn ấy, tôi đang không lý rẻ như bèo luôn ấy. 88.000 nha, thôi cái váy mẹ này tặng với giá 50 cái này. Tặng với cửa của nhà. 88 con anh. Đây ba cái quần ngố sớ này, tặng với giá 100.000. Đây. 100.000 nhá. Nhiều nha chị Dương Trịnh nhá. Đi chơi 7 tuổi gái có 25 cân đến 28 cân. 3 cái quần này thì vừa. Quần bò giấy cho gái, quần dài. Một cái ống bo. Và hai cái ống suông 25 cân đến 28 cân. Thanh lý 100.000. Cái quần bò này là 170.000. Bình thường mọi người mua cái quần bò giấy cho nhà em là 130. 140. Rồi 88 cho Lệ Quyên. Chị nhá, em sẽ 17 cân 4 tuổi vừa nhá. Không còn sai đổi đâu. Rồi thanh lý con này 100.000 nhá. Đấy quần bò giấy này. Bà láo có mặc vừa chút đi, có 100.000 bạc một cái này. Có vẻ như cho luôn này thôi. 100.000 và kèm cân nhá, 100.000 kèm cân này. Còn cái váy mẹ này, còn đến size L không? Tặng hết 50.000 một cái. Lên mã kèm mà tặng váy mẹ 50k và kèm size SML. Còn L không? Hết L rồi. Thôi là kiểm tra lại đi thôi. Tặng 50.000 một cái. Bộ chị ấy mặc là 140 các chị nhá. Nói chung lại là cái váy này nó rất là đẹp. Cái váy này nó rất là đẹp, ok chị em? Cái váy nó rất là đẹp. Okay. Giờ váy đuôi cá cho em. Kiểm tra đi xem còn lờ không. Đấy. Rồi chốt cái váy hoa này. Mã là tặng váy 50k và kèm tay. Hoa nhí này cực xinh cực xịn luôn được chưa. Rồi 50.000. Tặng thôi nhá. Ok chưa. Còn 50.000 không ai mua vào con đấy đâu. Con này em 200 mấy cái đấy. Không người váy nào lừa. Tặng váy 50k có gì nhá. 50.000 thì coi như là cho nó dọn dẹp cho nó hết đấy mà. Ai mà nhận được vào con đấy 50.000 đâu. Mẹ mai ra con đấy xong mấy con được ạ. Còn size SM các chị nhá. Váy size M thì Quân Nguyên. Ok nhà này, ok bon bon này. Bộ chị Hà mặc là 140. Màu này em giấu đâu à? Tao để đây để chị lên cho nó dễ nhỉ. Bộ nào cơ? Bộ chị đang mặc. Này có đằng sau thầy kia. Bộ chị Hà đang mặc 140 rồi, nó có mấy màu đó này. Phát áo chống nắng ấy. Ok nhà này.
Đây. Bộ già đang mặc màu này là màu xanh này. Rồi, màu này là màu vàng nhá. Còn bò ấy. Rồi này, màu này màu hồng này. Bây giờ tiện thể hôm nay chị sẽ lên thêm mấy cái má váy mẹ nữa, nhưng mà chị không mặc vào đâu nhá. Ngại cởi ra cởi vào lắm mọi người ạ. Chị xả hết cho mọi người 50 nghìn một cái với 60 nghìn một cái. Đấy, gọi như là dọn dẹp rồi, con này trắng này. Bây giờ 40 cân đến tầm 55 cân thì vừa, một màu đâu em, màu hồng nó đâu. À đâu, con này còn thiếu màu gì nữa không? Trắng này, vàng bò này, hồng này, viết xanh già đang mặc đấy, rồi 140 nghìn một bộ cotton này nhá. Bộ này mềm đẹp đấy. 40 cân 55 cân thì bao đẹp. 34 cân con này không vừa đâu, 34 cân tí chốt con khác thôi em ơi. Bây giờ chị lên thêm một cái này, lên con bò ngố đi. Xong rồi chị sẽ lên cho mọi người tí. Bộ hè bé 33 cân nha chị nhiều. Cái quần ngố bò này bây giờ chỉ còn size 18 cân đến 20 đến 28 cân thôi. À đến 25 cân ạ. Chị Thanh Lý giá là 120 một cái quần này. Ok chưa? Quần bò mềm đẹp nhá, 190 120, mọi ngày mua 140. Bây giờ hết size rồi. Còn mấy cái size bé thì Hà Thanh Lý lốt 120 một cái. Ai lấy quần ngố bò chốt là ngố nha, ngố 120 gặp kèm cân này. Kèm cân kèm màu vào. Có màu xanh, màu đen, ai thì lấy màu nào chốt màu đấy. Ok chưa? 120 nghìn cái. Rất mềm xuống luôn. Ngố gái cân. Còn cái quần ngố sớ này nhá, quần này nó cũng không khác gì quần bò giấy luôn. Cái quần ngố sớ này mềm co giãn hết. 22 cân trở lên đến 35 cân quay về còn sai. Con này cũng là 190-195, CO này là 130. Đấy, ai lấy mã này thì chốt là ngố sớ nhá. Ngố sớ 130 kèm cân và kèm màu. Màu xanh, màu đen thôi, không chọn logo chị em nhá. Chọn màu xanh hoặc chọn màu đen thì ok. Váy mẹ 55 cân luôn, sai thì nhà nhá. Đấy, rồi này, váy mẹ tí lên mã khác cho cũng tặng 50.000 một cái. Rồi ok chị em này. Được chưa? Rồi con này chốt nhanh đi. Tiện thể like ngố bò trai luôn đi. Đang có sale Thanh Lý này rẻ lắm chị em ạ. Đây. Đây ngố bò trai đây. Đây. Ngố bò trai 12 cân đến 18 cân 90 một cái. Ai lấy xanh chốt xanh, ai lấy đen chốt đen. Được chưa? Rồi. Tất cả đều mềm có dáng và đẹp, 140-160 một cái, Thanh Lý hết 90.000 một cái. Thập cẩm nhá, không chọn logo, không chọn hình, chốt xanh hoặc chốt đen thôi. Đều mềm mà co giãn hết rồi. Đến mã quần này là 90k này, kèm cân và kèm màu vào. Ok, 90.000 nhá, xanh đen. Còn cái size 18 cân có size nhá. 22 cân đến 40 cân này là 190-220 một cái. Tất cả giá Thanh Lý là còn 125.000 một cái. Được chưa? 125.000 một cái. Đấy. Rồi mẹ nào lấy quần này cũng chốt là 125 kèm cân và kèm màu vào. Xanh hoặc đen chị em nhá, xanh hoặc đen này. Đấy, không chọn logo nhá, rồi chốt xanh và chốt đen thôi. Tất cả nó đều là quần mềm co giãn mặc sướng hết rồi. Thập cẩm rồi, con này mọi lần mọi người làm mua cái giá đắt hơn thì mọi người được chọn logo, chọn các thứ, nhưng mà bây giờ nó còn. Còn vài cái thì chỉ có hết đây Thanh Lý hết thì cho nó gọn mẫu. Nhiều hình lắm. Này. Nhiều hình dã man luôn, thôi chốt xanh hoặc chốt đen rồi mọi người nhá. Đấy. Rồi mỗi logo còn vài cái cuối cùng đôi hộp hết 22 cân đến 40 cân. Rồi 22 cân đến 40 cân thì chốt này. Còn 125k các chị nhá. 125.000 này. Rồi nó đẹp lắm chị ạ. Rồi 125.000. Rồi ok này, ngang nghĩa 125 này. Rồi, nhìn bom 125 này. Em ơi, cho chị cái áo cô cứ tông lam cho Quảng Châu em đi. Ôi rồi, bộ này có 16 cân 25 cân này. 125 cân giáp. 16 cân 25 cân nhá, còn vài bộ thôi 165 này, siêu 88 này. 165.000 nhá. Rồi Thanh Lý bộ này với giá 88.000 này. 16 cân đến 26 cân thì vừa. Bộ cốt tông này rồi ôi. Nó quá mềm và quá mát rồi và quá rẻ. Rồi 88.000 con này. Đây chưa rồi. Hồng vàng này với 88.000 nhá. Ai lấy con này chốt là 88.000 và kèm cân này. 125 cân luôn. Thế váy em đánh tặng chị em giá 50. Bộ thì hàng nào nghĩa 55 cân các chị nhá. 40-55 cân là vừa. Nói thật mọi người luôn là con máy nó đẹp dã man luôn. Được chưa? Con máy nó đẹp lắm. Sai gì em sai mờ rồi. Đấy. Con váy nó đẹp dã man. Em tặng mọi người 50.000 cái váy này. Em tặng các bác nha, 50 cái váy này. Em mặc lồng cho các bác xem luôn. Con này lên dáng dã man luôn. Được chưa? 40 cân, 42 cân đến 60 cân cái váy này có size vừa. Và con váy này nó có một chút đàn hồi co giãn luôn okay cho mọi người. Con váy này có một chút co giãn. Rồi tặng chị em cái giá gì ạ? 50 cái, rồi lên mã này cho em là tặng váy hoa. Em có hồng hay hoa cam ở đây. Rồi em tặng 50 nó thật với mọi người luôn à. Như kiểu giá. Bộ chị hàng mà nó sale 140 thì nhá. Như kiểu giá đổ đi ấy. Bộ em đang mặc ở 140. Đây.
50.000 một cái. Ok Phương Anh. Em nói thật với các bác luôn nhá. Ok Đinh Hà. Con váy bo gì nó đẹp đã man luôn cho em đây. Em mặc lồng đến tỉ con mẹ các thứ đây này các chị nhìn này. Đây giờ đấy, nó có độ co giãn cho em các chị nhìn đó. Đấy. Con này lên dáng thì chỉ có tuyệt với mặt trời đó các chị ơi. 50.000 nó thật các bác như kiểu giá nhặt được luôn. Quá còn chưa kéo hết lên này. Đó. 50.000 cái váy body này cho em. Ở dưới là may nhún này. Từ S, M, L, XL 42 cân đến 60 cân có size mặc vừa cho em. Cổ này nó trễ bởi vì em chưa kéo hết quá nhá. Hoa cam với hoa hồng như này. 50.000 một cái, như nhặt được luôn. Chất mềm co giãn cái váy này ok chưa? Váy body nào nó có độ mềm co giãn được chưa? Đấy, rồi chốt hết cho em 50.000 này. Đấy. Váy body có size từ 40 60 cân các chị nhá. 42 cân thì lấy mặc được. 42 các chị nhá. 42 cân mới 60 cân. Đấy. Ok, 50.000 một cái, giá cho gọn gàng hết cho nó hết các chị. Ok chưa? Váy kèm màu kèm cân được rồi em các chị nhá. Đây còn bộ gái này nhá. 85.000 lốt 155 này. Cái set báo của laptop này này. Ok Thanh Huyền này. Cái set báo của laptop này là 155.000, hôm nay còn 3 set, em tặng mọi người lốt 85.000 được chưa? Cái set báo ở chất nó không đẹp, không xịn, mẫu nó không phê thì tôi không lấy tiền được chưa? Rồi này. 10 11 cân em còn một set này. 85.000 nhá. Rồi 10 11 cân còn hai set này. Và một set này cho tầm 15 cân 16 cân. Cái set này nó là set ngắn mặc cửa laptop mà bọn em tính con toàn là tính set mặc dài. Bọn mày quê vãi luôn. 10 11 cân. Rồi vào 15 16 cân. Rồi này. Chốt nhanh nha, 85.000. Còn 3 set cuối cùng ok chưa? 85.000 còn 3 set cuối cùng. 2 set 11 cân, 1 set 15 cân các chị nhá. 85.000 thôi. 85k. Sao lại còn cái máy ở đây nhỉ? 10 cân 11, 9 cân 10 cân này. Còn một cái váy kèm bờm này, 48.000 lốt cho em này. Đây. Rồi 9 cân 10 cân còn một cái váy kèm bờm này 48.000 nhá. Đây ai lấy con này 48.000 này. Rồi 85 cho củ hương 15 cân đi, xách size to nhất đi, nhặt luôn đi. Bộ lam này này, còn 3 bộ thể thao này này. Đẹp dã man luôn con này. Đây. Bộ lam thun lạnh này còn 3 bộ thể thao đen này bác này. Được chưa? Rồi bộ này 185 nhá, siêu bộ này 100.000 này. Bởi vì còn 3 bộ thôi thanh lý lốt 100 này. Rồi 24 cân đến 26 cân một bộ này 100 này. 28 30 cân này. Một bộ đang cho 28 30 cân thì 100 này. Và bộ này cho 33 35 cân 100.000. Nó quá rẻ luôn các chị ạ. Mua chợ nó quá rẻ luôn cho em này. 33 35 cân một bộ này 100 này. 28 cân đến 30 cân 100 này. Rồi này, 24 cân đến 26 cân 100 này. 185 này còn 100 này. Bộ này quá đẹp luôn. Ai con mặc vừa đi chốt này, 100.000 này. Ồ, nó đẹp xuất sắc luôn các bác ơi. Được chưa? Xả rẻ quá luôn này. 100k bộ này. Xả hỏng ra luôn. Đấy, rồi 100.000 chưa? Ok chưa? 100.000 chưa? 30 cân. Rồi, 30 cân này. Rồi, 30 cân này. Ok luôn này. Rồi còn một con 32, 35 cân. Còn một con 25 cân, 24 cân, 26 cân này. Má hoa có mặt vườn số đi này. 35 cân Thanh Hoa. Ok 35 cân Thanh Hoa này. Đẹp lắm luôn này. Rồi còn con 24, 26 cân. Con 24, 26 cân. Con 24, 26 cân nữa các chị nhá. Bộ đúng này, số bộ đúng này cho đẹp này. 69.000 này. Mà đẹp vừa mát này. Ờ bộ đấy chỉ hết 35 cân rồi nhé em nhá. Bộ đáp ấy bây giờ chỉ còn một bộ 24, 26 cân thôi rồi. Số con này là 69.000 này. Bao mềm bao mát 8 cân đến 14 cân thì còn size 69.000 này. Ok chưa này? Cái gì 85 đấy? À 85 10 cân cho Suzuka này. Bộ báo ok em này. Rồi con này 69.000 này, hồng và đỏ, mát mềm đẹp lắm. Bộ đáp hết 35 cân rồi các chị nha. Bộ đáp còn 24, 25, 26 cân nữa nhá. Rồi con này 69.000 này. Mềm mát đẹp luôn nhá chị em ơi, 69.000 nhá. 30 cân nhiều các chị nhá. Đây gắn 30 cân có này. Đây 20 cân đến 28 cân này. Đây. Lên cái bộ gấu này nhá. 20 cân đến 28 cân này. Và nó có hai dòng cấp là 29 cân đến 45 cân.
20 cân đến 28 cân là 190.000. Sale là 125.000 đồng. Rồi còn cái bộ mà 29 cân đến 45 cân là 201. Sale với giá đó là 148.000. Đấy. Ai lấy mã này chốt cho em nhá, size nhí là 125. Size đại là 148, rồi đến 45 cân quay về bộ cốt tông mềm đẹp này. Được chưa? Đấy, lên bộ này cho em. Hai size luôn với chị nhá. Rồi lên bộ này cho em nhá. Ai lấy bộ này chốt cho em là bộ gấu này. Bộ gấu 28 cân cơ 125, hai chị 45 cân cơ 148 chị nhá. Đấy, rồi bộ gấu cho em hai màu này. Hồng đậm hồng nhạt. Được chưa? Hồng đậm hồng nhạt cho em. Ai lấy màu lắng là chốt màu đấy, hồng đậm hồng nhạt này. Đây bộ cốt tông bộ là quần hàng không vậy? Hỏi đúng không? Những cái bộ này này chẳng thấy hàng ở đâu luôn, em không nhìn thấy hàng đâu luôn. Đây mấy bộ cao cấp để ra sale cho mọi người. Đây, đống này. Tất cả đống này là bộ cao cấp 200 mấy một bộ hết. Hôm nay con này em thanh lý cho mọi người hết luôn nhá. 200 này, nói chung lại là thanh lý bộ này 120 này. 200 thanh lý 120 này. Được chưa? Rồi. 24 cân đến 25 cân bộ này thì vừa 120 này. Đẹp cực kỳ luôn bộ này, được chưa? Đấy. 24 cân 25 cân 120 này. 28 30 cân 120 này, bộ cho con gái nha, 28 30 cân 120 này. 69 rồi, ok con Hoàng Lê này. Ok chưa? Ba bộ này 120 nhá, mẹ lấy gì chốt này. Hai toàn hàng đắt thôi, cái con này cũng hàng đắt này. Tất cả những cái dòng này của nó là 230 này. Rồi 230 này, rồi em xả bộ này 130 này. 25 26 cân thì vừa này, 130 này. Toàn một size 25 26 cân, mẹ đau khổ thế. 130 các chị nhắc rồi. 24 25 26 cân thì vừa, những bộ sành điệu và đẹp lắm. 130 đi em. Thế đi ông Trần. Thế gì mày? Rồi đây. 27 26 27 28 cân này. 130 cho em này. Rồi 26, 27, 28 cân này. 130 này. Nẻ rồi. 25, 26 cân này. 130 hết này. 25, 26 cân 130 này. 25, 26 cân tiếp 130 này. Thôi chết mẹ rồi. Toàn cùng một size thôi. 25, 26 cân rồi ôi. Tôi đọc con mẹ nó toàn 25, 26 cân đi thì xong. Ôi xong. 25 26 cân có đúng một bộ duy nhất 27 28 cân, tất cả 130 hết. Trời ơi một cái lũ này 130. Bộ này còn hàng không? Cái áo mẹ Lacoste gì mẫu lụa. À cái bộ lụa mẹ này 125 một bộ này. Đây. Bộ lụa mẹ nhá. Bộ lụa mango này. Đây chị em ơi, bộ lụa mango này. Bộ lụa này của nó đẹp cực kỳ luôn. Bộ này em bán 5-600 bộ rồi. Hôm nay em còn tầm chục bộ cuối cùng thôi. Ok chưa? Mọi ngày bán 1-4-5 cho mọi người. Nhập vào 1-2-5 rồi. Hôm nay em thanh lý 125.000 nốt. Thôi em thanh lý luôn 115.000 nốt đi này. Đấy, bộ lụa mango 43 cân đến 55 cân. Bao mặc đẹp. 58 cân mặc vừa. Ok chưa? Và khách nhà em 60 cân còn kêu em mặc vừa đi kìa. Đấy, hôm nay thanh lý hết 115.000 nhá. Ai thích lấy là chốt hình đấy. Mỗi hình còn một bộ với hai bộ thôi. Rồi chốt bộ lụa này cho em. Bộ lụa 115 các chị nhá. Các chị thích hình nào lên hình đấy cho em nhá. Bộ em đang mặc là dâu, dâu xanh 115.000. Tất cả là giá thanh lý các chị ạ. Bộ giá này không ai nhập được vào cái bộ lụa mango rồi đâu. Rồi này. Rồi con này con ong hồng cho em này. Ong hồng 125 các chị nhá. À 115 các chị nhá. Rồi con này là con hạt cho em nhá. Hạt 125. À 115. Rồi tim kẻ xanh này, 115 này. Rồi con này gấu be 115 này.
Rồi con này hoa văn eo bi hồng này. 115 này. Quê chưa? Rồi con này nó là gấu hồng này, 115 này. Giá bây giờ nó là giá gọi là thả không ý rồi. Nhà em bán 5-600 bộ rồi, còn một cái nhân thả lốt. Rồi này, con này con dâu đỏ nhá. Dâu đỏ này. Dâu đỏ 115 các chị nhá. Ok, bin bon này, lụa dâu này. Bộ dâu chốt bộ hạt chè đang mặc này nhá. Như bộ này còn mỗi bộ không? Đấy, tất cả những bộ em cầm trên tay ấy, mỗi hình nó gần như là còn một bộ với hai bộ thôi. 115.000 đồng. Giá như đi nhặt được luôn. Mà các chị không phải lo cái chất 115.000 đồng nó xấu đâu nhá. Nó thật cái bộ này các chị ra mua lẻ cửa hàng, tất cả các cửa hàng ta đều bán trên 200.000 những bộ này hết đấy. Quê chưa? Rồi con này 115 ngày hôm nay đó giá thanh lý lên, em cũng không nhập vào 115 đâu, em nhập vào 125 rồi. Còn bộ không? Đấy, ok chưa? Chị nào lấy con nào được chốt. Giá thanh lý hết các bạn. Có bộ nhâm có tay 30-35 cân nhá. Gấu đe thì thương chị nhá. Bộ này đâu hết hàng rồi, như nào đấy? Mới về này. Còn sao lại treo bất vượng như này, màu nó đâu? Đây nè. Bộ phun lạnh này rất là đẹp nha, bộ phun lạnh cho trai này. Hàng cao cấp này. Con này size 35 cân đến 65 cân thì vừa. Hai bộ trên bàn 40 cân không vừa đâu em ơi. Chị hỏi là cái bộ gấu này còn hàng không thì phải hỏi 3 4 đứa mà cứ đi ra đi vào. Cái bộ này dưới ra đây là còn hàng không? Ta cũng chẳng nhìn thấy hàng ở đâu cả. Chị la vào cái này bộ gì đường xả đi chứ, nếu mà còn một bộ hai bộ xả hết đi chứ. Bộ này em định like 4-5 like rồi chị ạ. Nhưng em đéo nhìn thấy hàng, em không like đấy. Dâu, còn hai dâu này nhá. Còn dâu kẻ xanh. Xanh và dâu đỏ. Dâu đỏ thì nhá, còn hai dâu này. Nếu mà còn hai bộ thì để thanh lý cho nó lốt. Cái này. Bộ dưới này. Nó hiển ra. Đây. Bộ thun lạnh này 35 cân 65 cân thì vừa 230 nha em, siêu bộ này 165.000. 165.000 nhá. Nè. 230 bộ thun lạnh này em siêu 165, 35 cân đến 65 cân thì vừa. Rồi các chị chốt mã bộ thun lạnh kèm 165 kèm cân và kèm màu vào đây. Thì la vào lấy dâu nào lên đấy cho em nhá. Màu cam, màu xanh và màu ghi. Rồi. Ok chưa? Rồi màu cam này, màu xanh này, màu ghi cho em. 165.000 ok chị em rồi này. Sai 35 cân. 65 cân. Ok đến 65 cân này. Rồi. Bộ lụa đùi đi. Bộ lụa đùi 101, một bộ lốp kìa. Chị Lan làm lấy dâu nào lên cô đấy giúp em nhá. Đấy. Còn bộ lụa đùi này 101 nhá. Ok Lan làm nhá. Đấy, bộ lụa đùi này. Bộ lụa mango, đây là cũng bộ lụa mango. Bộ đùi nói chung là chất đanh và mịn lắm. 101 lốt bộ lụa đùi này. Ok chưa? Đấy, chị lấy hình nào thì mình chốt hình đấy. Em bộ này em cũng còn tầm chưa đến 10 bộ đâu. Cứ tầm từ 40 cân đến 55 cân ba mặc đẹp. Rồi bộ lụa này 40 cân đến 55 cân ba mặc đẹp này. Đấy. Rồi ai lấy bộ lụa đùi trước bộ lụa đùi đi em. Còn 101 nhé các chị em nhé, 101 này. Con này chốt là gấu xanh này. Con này là dâu đi này. Dâu xanh này. Còn con này sóc lâu này. Này sóc hồng này. Rồi con này đó là thỏ dâu chứ em nhá. Rồi con này đó là dâu này. Đẹp lắm. Rồi con này nó là hồng chữ nha, hồng chữ này. Đấy, 101 một bộ. Thanh lý nốt cho chị em. Lô này nói thật với chị em luôn là cả bộ đùi và cả bộ dài nha, em bán trên 1.000 bộ rồi. Thế hôm nay là mỗi thứ nó còn vài bộ, em thanh lý nốt. Ok chưa? Ai lấy đi thì chị chốt cái đấy. Bộ đùi là 110 thì nhá. Đây, cái áo gu xì này cho em. 22 cân đến 35 cân thì vừa. Thanh lý hết 80.000 một cái. Con áo này của nó 6160 cơ. Size 22 cân đến 32 cân thì vừa. Em thanh lý vừa ra 80 nhá. Chị nào lấy má áo này chốt cho em là 80.000 đồng và kèm cân này. Kèm màu vào cũng được. Màu đỏ, màu hồng, màu trắng. 22 cân đến 32 cân thì vừa. 30-35 cân nhiều chị nào. 22 cân đến 32, à đến 35 cân thì vừa.
22 cân 35 cân thì vừa cái áo Gucci này nhá. Rút chốt cho em 80 này. Ôi dạ, này, bác nào lấy chốt cho em 80 và cần cân này. Áo Gucci có size 22 cân 35 cân đấy nhá. Lên theo là 80 cân 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 đơn thôi. Đây một bộ này em Thanh Nhi lốt cho các chị này. 75 ngàn một bộ này. Đây. Bộ gái này nhá. Hôm nay nó gần như là không còn màu nữa rồi. Em Thanh Nhi hết 75 ngàn một bộ này. Size 16 cân 26 cân thì vừa. Bộ cốt tông này này. Bộ cốt tông này nó có size cho từ 16 cân đến 26 cân thì vừa được chưa? Đấy. 16 cân 26 cân thì vừa thì em Thanh Nhi bộ cốt tông này cho mọi người 75 ngàn một bộ. Đấy, mẹ nào lấy bộ này chốt cho em là 75.000 cân nhỉ? 75.000 nhá. Đấy. Rồi 75.000 thế. 75.000 đẹp lắm. Cốt tông mềm sướng luôn. Rồi 16 cân 26 cân rồi bộ này Thanh Nhí đấy. 75.000 này. Cái bộ này nó còn lẻ lẻ vài bộ em cũng Thanh Nhí hết này. Bộ cha leo này nó cũng xịn luôn này các chị em này. Bộ cha leo này nó còn size cho 25 26 cân cái bộ này hết hàng rồi à? 25 26 cân đây này. Ơ. Thế cái bộ này còn 3 bộ này thôi à? Cái gì ạ? Sao lại thấy còn ghi 25 26 cân đây thôi? Người đẹp Lý Vân lên cân với em nhá. Bộ 1 số 2 lên cân với em. Cái gì nào? Những cái nào mà lo hết hàng rồi thì bọn em treo nó hẳn ra một cây đi. 75 cân thôi. 20 cân, 21 cân này. Đẹp lắm luôn này. Còn hai bộ này. 201 này, chốt bộ này 120 này. 201 chốt bộ này 120 nhá. Cái bộ này lệ mà bộ này mày làm size 35 cân đấy em. Không còn thay đổi cho khách đâu em ạ. 28 30 cân luôn dạy hồn. Bộ này mà em làm size 35 cân thì chị em rồi. 28 cân nha bà. Mà chạy size cũ chạy đến 40 chết rồi. Mày nghĩ quần này mày bây giờ mày phải nhìn chứ. Cái quần này mày mang làm sao nổi em. Cái quần này á 28 cân tao còn thấy có khi là còn đúng đi. Trời ơi, chỉ biết gì như ăn. Kẻ chốt theo size lại đầy lúc ghi nhặn ngoại rồi lên. Ủa chị nó mặc sale 140 cho chị nhá. Bộ này chắc chỉ chốt 27, 28 cân thôi. Đây này 120 này. 30 cân là được. 30 cân quần này không có giãn gì. 30 cân thoải mái. Cái này nó còn chui vừa cơ mà. 30 cân nó treo lên. Ngắn lắm. Không, cái không lên được cái đấy. 30 cân cái quần này không bao giờ mặc được. Mày lôm tôm mày mà chết. Tuệ cái quần bó chẽn luôn. Rồi 27, 28 cân thì chốt các chị ạ. Trời cái quần đấy mà đòi 30 cân mặc được thì không hiểu mày chốt cái kiểu gì. Không có giãn. Rồi 120 này. 75 cho Nhung Nguyễn này. Chị Lanh Nguyễn 19 cân nha em nhá. Trời ơi em ơi, bộ trai lam 35 cân chị vừa like xong ấy. Ủa các bà ơi, 120 đâu, các bà chút nhanh đi này. Thế mấy cái bộ hồng hồng mà để trong túi cho ai đấy hả Hoa? Có ai xong treo lên. Bộ cao cấp này. Đây xả. Rồi 75 kẹt coi này. Bộ này nó là bộ cao cấp nha chị em nha. Ok chưa? À, bộ này là bộ cao cấp cho em này. Rồi bộ này em còn size cho 25 cân đến 40 cân. 240 em sale bộ này còn 155.000. Bộ này em còn size cho 25 cân đến 40 cân. Bộ này là bộ cao cấp 240.000 đồng. Em Thanh Nhí còn 155.000. Bộ này các chị chỉ cần mix với cái giày thể thao cho con nữa thôi. Đôi giày thể thao cho con nữa thôi thành một cây xịn đi chơi rồi được chưa? Rồi chốt bộ này 155 và kèm cân cho em. 25 cân đến 40 cân thì vừa. Đấy rồi còn mấy bộ đây nhá các chị em nhá. Bộ cao cấp này Thanh Lý còn 155.000 thôi. Nó quá rẻ chị em ạ.
Bộ này còn size mà lại cứ chỉ đi mỗi cân 25-26 cân. Ôi giời ơi, đau đầu mày toang. Làm việc mỗi đứa làm một kiểu, ta biết làm cái kiểu gì luôn. Áo này đi, 90 tặng mỗi mẹ một cái đi. 99.000 này. 155 của Ngương 40 cân rồi, ok. Phượng Vũ 29 cân này, là cái bộ cao cấp ấy. Rồi cái áo mẹ này 40 cân 35 cân phạm nhân nào, ok Dương chị. Áo mẹ này 40 cân 55 cân thì vừa, 99 một cái. Chín như một cái. Áo này là áo cotton đấy, áo cổ bé cotton này. 99k cái áo này, mềm đẹp lắm. Nói chung là con này mặc đi chơi cũng được, con này mặc đi làm ok. Các chị nhìn này, độ co giãn nó này, sợ chưa? Đấy. Rồi 99 như một cái. Rồi 40 cân đến 55 cân. Màu vàng này, màu trắng, màu đen. 99 như một cái nhá. Rồi màu vàng, màu trắng, màu đen, 99 một cái này. Ok Lanh Nguyễn này, bộ xanh chị Hàm mặc này, ok này. Đây rồi con này này, 99k nhá. Đẹp lắm, màu trắng, màu đen và okay, màu vàng áo nhá. Áo nhá. Mềm đẹp chưa, bộ 99 một cái. Ok chưa chị em? Chị em lấy chỗ 99 nhìn nhá. Rồi còn chị em nào muốn mua cái đồ gì nữa không, cứ comment đây nhé, em lên cho mọi người. Đấy, ai mua bộ em đang mặc 140.000 ok chưa? Rồi cân gì? 40 cân là vừa các chị nhá. Xeo còn 140. Còn 20-22 cân à? 20-22 cân. Cái bộ cao cấp này. Đấy, 20-22 cân này. Nói thật với mỗi chị em luôn là cái bộ Chanel này nó quá đẹp, ok cho mọi người. Đấy, 22 cân, bộ này đẹp lắm. Bộ này của nó là 220, em thanh lý bộ này còn 120 này. Ok, Nguyễn Thiên Ân nhá. 220 chị em nhá. Nó chỉ còn 22 cân thôi, em thanh lý còn 120. Bộ cao cấp luôn với chị em ạ. Rồi 120 và kèm cân này. Chỉ còn 20 cân, 22 cân thôi chị em nhá. Đây. Một chị nào mà có vàng hồng chấm xanh chị nhá. Đây. Đẹp lắm. 120 bộ chị em ạ. Rồi nó giá như đèo luôn chị em ơi. 20-22 cân chị nhá. Bộ Chanel 20-22 cân. Chưa 120. 220 đấy, rồi còn vài bộ cuối cùng thanh lý 120. Thanh lý trai nhiều như thế thôi nhá. Đây bộ chị đang mặc có màu như này này. 140.000 một bộ nhá. 40 cân đến 55 cân thì vừa. Màu chị đang mặc là màu xanh. Rồi mẹ nào thích màu này chốt là màu trắng nhá. Trắng quần đen của nó này đẹp lắm. Rồi bộ này bộ vàng bò này. Đấy màu vàng bò này. Rồi màu này nó màu hồng. Cái bộ chị đang mặc cái này mẹ mặc được con mặc được. Đấy mẹ mặc được con mặc được. 40 cân 55 cân thì đẹp. Ok chưa. Nhân viên là chỉ có 60 cân nó còn mặc đấy. Rồi 40 cân 50 cân này. Rồi chốt con này này. 4 màu này. Ai thích lấy bộ chị đang mặc là chốt 140.000 đồng và kèm màu vào. Ok chưa. 140.000 đồng nhập màu nhé chị em nhá. Trắng, hồng, vàng, xanh các chị nhá. Đây. Trắng tư bộ chai nhí này, chốt cái bộ khủng long mũ này. Con này đẹp này. Trời ơi. Con chai nhí mà chốt cái bộ này thì lại yêu quá luôn này các mẹ ơi. Mềm xuống đẹp luôn, 9 cân 15 cân rồi. 130.000. Chốt con này ngày nay với giá gì? 88.000. Chất sướng lắm nhá, 88.000 này một mũ vải này. Mũ này có quai đàng hoàng này. 88.000 nhá, 9 cân 15 cân này. 88.000 là áo cam này. Rồi 88.000 áo xanh này. Mềm đẹp lắm. Rồi 88.000 đen trắng này. Rồi 88.000 nó là áo vàng. Thấy chưa? Đẹp cực kỳ luôn, tất cả đều kèm mũ như thế này và rất là đẹp và chất mềm lắm, 88.000 thôi cả set này. Rồi ai lấy màu nào chốt màu đấy, 88.000 và kèm cân rồi cho nhà em. 9 15 cân là bộ khủng long, 9 15 cân 88k
5.000 bộ thôi. Ai lấy bộ đi chốt. Đây là chốt thêm bộ vô xì cho mẹ nữa này. Đây. Thêm bộ vô xì đi này. Này mặc bộ vô xì đen trắng đi này. Đây này. Con vô xì này nhá. Rồi là con vô xì cũng từ 40 cân 55 cân thì vừa. Thì bao mặc đẹp này. Đây. Bao mặc đẹp luôn, chờ chị tí. Chồng chút ăn bao vô xì các chị nhá. Cứ 40 cân 55 cân là vừa các chị ơi. Cái này màu xanh các chị nhá. Có màu hồng. Hồng đỏ các chị nhá. Màu đen. Rồi có màu trắng thì em chuẩn bị mặc lên nhá. Các chị lên mã cho em bộ này là có size từ 40 đến 55 cân là vừa nhá. Chị em chuẩn bị lên mẫu 40 đến 55 cân vừa của gái nhá. Đây bộ gucci này đẹp chưa? Đấy. 40 cân đến 50 đến 55 cân ba mặc đẹp luôn. 40 cân 55 cân ba mặc đẹp. Ôi trời ơi. Bộ này đẹp quá chị em. Nên chị thấy có cái mẫu quần áo là tốt vẹ đâu ấy nhỉ? Suốt đời treo bộ ngược vậy không hiểu được luôn ấy. Đây. Đen trắng chị là đang mặc đây này. 201 rồi siêu bộ này ngày hôm nay với giá là 145.000. Bộ Gucci này 145.000 nhá. 40 cân đến 55 cân thì mặc đẹp. Màu trắng này, màu đen này. Màu hồng, màu xanh. Đẹp lắm. Đây. Rồi màu này này. Có tài à? Cái áo mẹ toàn màu đen rồi. Rồi, chỗ con này nhá, chỗ độ Gucci là 145.000. Đem màu vào, 40 cân 55 cân thì vừa. Màu đen, màu trắng. Màu trắng chị mắm, màu đen, màu trắng, màu xanh, màu hồng, ok chưa? Rồi, 145 nhá chị em nhá, 145. Đúng rồi, Hương Vũ à, chị đã bảo rồi, cái bộ xịn đây là chị không phải là cái size nào lẫn còn nhiều đâu em ạ. Chị Huyền Nguyễn ơi, bộ 88k không có 70 cân hay là cái gì đâu chị nhá, chị comment rõ ràng vào cho em nhá. Sao đây mình? Huyền Nguyễn ơi, 88k 70 cân trắng xong rồi 88k là cái gì em? Màu đâu? Đây này, ui mẹ quần áo Lacoste này đúng là mặc chất nhất luôn. Đến 60 cân cho chị em. 40 cân đến 60 cân cái áo Lacoste được cho các mẹ này. Rồi con áo Lacoste này 170 này. Chỗ con áo Lacoste này 230. Lacoste nhá, chất Lacoste này mềm này. Đúng rồi em ạ, con đấy size nó ít lắm. Đây này. Trời ơi, đẹp lắm chị em ơi. 40 cân đến 60 cân nó có size SML. SML cho em. Được chưa ạ? Áo Lacoste này em có đen này với có màu xanh than. Nó có size S, size M và size L. 130 một cái. Size L nó tầm 60kg quay về thì ok. Đấy, chị nào lấy áo là cố để chốt áo này cho em nhá. Con này các chị ơi, mặc cái quần bò đóng thùng con này đẹp dã man. Hôm nay em bảo em mặc quần bò đóng thùng con này em quên mất rồi. Đấy. Mặc con này nhá, không chỉ mặc quần bò đâu. Mặc chân váy rồi mặc cái kiểu gì cũng đẹp. Đây bộ 88.000 là mẫu này em ơi. Áo vàng này. Rồi áo trắng này. 15 cân nhá chị nhá. Áo xanh kèm mũ nhá. Rồi áo cam này. Cái con này 9 cân 15 cân này. Đấy, 9 cân 15 cân. Đẹp xúc sắc như này luôn. Ôi, nghỉ ở đây đi, mệt lắm này. Rồi, hôm nay em xin phép nghỉ live đây nhá, không chịu cả nhà nhá. Bye bye các bác nhá. 9:30 bắt đầu.